Friday Day, lễ tuyển chọn vận động viên đã diễn ra vào ngày 20 tháng 5 năm 2020 với tổng cộng 3 vòng tuyển chọn dành cho 7 đội bóng. Với sự góp mặt của đại diện 7 đội bóng bao gồm Hà Nội Buffalo, Thăng Long Warriors, Đà Nẵng Dragons, Nha Trang Dolphins, Hồ Chí Minh City Wings, Sài Gòn Heat, Cần Thơ Catfish, các đơn vị truyền thông báo chí và khách mời, Draft Day 2020 đã được áp dụng luật mới. Các đội có thể thực hiện thương vụ trao đổi ngay trong buổi tuyển chọn vận động viên. Sự thay đổi góp thêm phần kịch tính này đã giúp sự kiện thu hút hơn 55.000 lượt xem livestream, hơn 1.200 tương tác và hơn 1.600 bình luận chỉ trong 3 tiếng livestream. Năm 2020 đi qua, chiến lược chọn cầu thủ trong Draft Day đã góp phần giúp Sài Gòn Heat bảo vệ thành công ngôi vương và danh hiệu Á quân gọi tên Thăng Long Warriors. Trong vòng draft thứ nhất, sau trao đổi thành công với Nha Trang Dolphins để lấy được pick đầu tiên, Sài Gòn Heat đã gọi tên Christian Zuzan cùng thực hiện hóa giấc mơ Back-to-Back Championship với mình. Quyết định giá trị này đã giúp ông 30 chạm đến đỉnh vinh quang và có một cầu thủ tỏa sáng được xướng tên ở các giải thưởng vận động viên gốc Việt của năm và qua người của năm và vận động viên được yêu thích nhất của năm. Một cơ hội tái thiết lịch sử mới lại đến trong Draft Day 2021. Thay vì theo thứ tự xếp hạng ở các vòng regular season, lượt pick của các đội ở vòng đầu tiên sẽ là Hồ Chí Minh City Wings, Nha Trang Dolphins, Đà Nẵng Dragons, Cần Thơ Catfish, Hà Nội Buffalo, Thăng Long Warriors và Sài Gòn Heat. Nhưng sau những thương vụ trao đổi năm 2020, trong Draft Day 2021, Hà Nội Buffalo sẽ có 3 lượt pick tại vòng đầu tiên, một lượt của Hồ Chí Minh City Wings. Vì năm 2020, Hà Nội Buffalo đã trao vận động viên Lê Ngọc Tú cho Hồ Chí Minh City Wings để lấy về một lượt pick của Hồ Chí Minh City Wings ở vòng đầu tiên tại Draft Day 2020 và 2021. Một lượt ở Cần Thơ Catfish. Xuất phát từ cú trade bất ngờ năm 2020 khi Cần Thơ Catfish đổi vị trí lượt pick với Hà Nội Buffalo trong Draft Day 2020 và Hà Nội Buffalo lấy lượt pick đầu tiên của Cần Thơ Catfish trong Draft Day 2021 và một lượt của Hà Nội Buffalo. Cần Thơ Catfish có một lượt pick trong vòng đầu tiên của Thăng Long Warrior. Do trước thềm Draft Day 2020, Cần Thơ Catfish đã trao vận động viên Nguyễn Phú Hoàng cho Thăng Long Warrior để sở hữu một lượt pick ở vòng tuyển chọn thứ nhất của Thăng Long Warrior tại Draft Day 2020 và 2021. Ngoài ra, đội bóng miền Tây còn nhận được sự hỗ trợ từ Thăng Long Warrior trong năm 2020 và 2021. Mỗi năm hai vận động viên từ chương trình đào tạo trẻ Homegrown của Thăng Long Warrior. Sài Gòn Heat có 2 lượt pick trong vòng đầu, một của Đà Nẵng Dragons. Bắt nguồn từ thương vụ trao vận động viên Triệu Hoán Minh cho Đà Nẵng Dragons để sở hữu một lượt pick ở vòng tuyển chọn thứ nhất của Đà Nẵng Dragons tại Draft Day 2021 và một của Sài Gòn Heat. Vậy nên, trong vòng đầu tiên của Draft Day 2021, thứ tự pick của các đội lần lượt là Hà Nội Buffalo, Nha Trang Dolphins, Sài Gòn Heat, Hà Nội Buffalo, Cần Thơ Catfish, Sài Gòn Heat. Ở vòng 2, thứ tự lượt pick sẽ được sắp xếp theo thứ tự xếp hạng của vòng regular season 2020. Gây cấn hơn khi thể lệ năm nay thay đổi, chỉ còn lại 2 vòng tuyển chọn thay vì 3 vòng so với năm trước. Đặc biệt, các cầu thủ tham gia Rap Pool sẽ là những cầu thủ chưa từng tham gia thi đấu VBA và chưa từng có tên trong Rap Pool các mùa trước. Năm nay, trước thềm Rap sẽ có những thương vụ trao đổi gì? Liệu có xuất hiện những cuộc trao đổi lịch sử trong Rap Day khi lượt chọn chỉ còn 2 vòng thay vì 3 vòng như mỗi năm? Đặc biệt, trước sự thiếu hụt nhân lực khi cầu thủ một số đội được chọn vào đội tuyển quốc gia, các đội sẽ sử dụng chiến thuật chọn vận động viên ra sao để đem về chiến cúp vô địch? Cùng đón chờ Draft Day 2021 vào lúc 14:30 ngày 28 tháng 4 năm 2021 trên fanpage VBA.